Rồi, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em xin giao lưu một cây mai tàn nè quý vị. Đây em quay tại vườn hoa mẫu đơn của em ha. Đây là cây mai tàn hiện tại đang nằm trên bàn quay. Một cây mai tàn. Có người chú ổng nhờ quay lại hai cây mai tàn hôm qua. Đó, hai cây mai tàn lớn hôm qua để chú xem kỹ lại rồi chú chốt ha. Hôm qua chú xem không kỹ, hôm nay thì quay lại sẵn quay cái clip một cây này thì quay lại cho chú xem hai cây kia luôn. Rồi đầu tiên là clip này em xin cho luôn một cây này nghe quý vị. Còn hai cây kia thì em quay quay lại cho chú kia ông xem. Còn anh em nào thích thì chốt được thì chốt hai cây kia luôn giúp em nha. Cây này thì tuy nhỏ bé mà nó đế nó khủng lắm quý vị ơi. Cái này bồ đế ác lắm ha. Nhìn cũng đẹp. Quá xa cái bồ đế quý vị. Cái dáng của nó thì quý vị khỏi chê. Có dáng siêu nha quý vị. Trực lắc. Tài cành thì đều rồi, cây này thì về là chơi luôn chứ không cần chờ đợi nha quý vị. Cây này thì bao bông từ 7 tới 9 cánh, 10 cánh luôn. Bông lớn nha, bông to, bông chùm. Cây này là em bao bông nha quý vị. Nếu quý vị trồng sung lên là có thể là bông nó 12 cánh luôn. Có 12, có 9, có 7. Không có 5 ha. Nó bộ đế nó ác không quý vị. Rồi em có thể em quay một vòng cho quý vị xem không? Dạ. Em quay ngược nè, quay trước cái bộ tàn cho quý vị xem cái nha. Bộ tàn em quên lại nó cũng tròn quay rồi quý vị ơi. Em chơi tàn thông rồi. Rồi quay nữa đi, quay nữa đi. Đó. Đó. Bộ tàn rất là đẹp nha quý vị. Đều gan này, xương cành đều đầy đủ hết đây. Một thân một cốt. Cây này thì cao nó, chiều cao nó tầm cũng 2 mét mấy rồi quý vị ơi. Rồi, em quay một vòng cái bộ đế cho quý vị xem đây, em ơi. Bộ đế nó ác lắm quý vị ơi. Quay nữa đi em ơi, bộ đế nó bỏ là đều tứ diện luôn nha, không thiếu gì hết ha. Quay nữa đi, quay nữa đi. Dính hả? Dướng cái tàn qua mẫu đơn bên đây nè quý vị. Dướng này. Ê, trở lại để hư bên kia. Rồi. Một thân một cốt rất ngọn luôn. Rồi em để cái dáng đó đi mình quay kỹ cho quý vị xem. Em để ngược lại xíu. Đó, đó rồi rồi được rồi, được rồi. Đó, cái dáng nó trực lắc vậy đó quý vị. Cây có thế rất là đẹp ha. Trồng trên cái sân mình mà cái thế này là thế uống để bàn trà dưới là như đạn ha. Đó. Cái gốc bên đây mà cái ngọn bên kia nên là để cái bàn trà ở dưới đàm đạo hoặc bánh cờ là như đạn luôn. Rồi, vô đo chi tiết cây số 1 em ơi. Đo thân trước hay gì? Rồi đo thân trước đi em ơi. Rồi đo cái em nhỏ nhất luôn trước đi cho quý vị xem đi. Ngay vị trí này là 28. Đó, đo ngay vị trí đó là 28 đó nghe các bạn. Đó dưới luôn. Nó đo cái cũ nó nhẹ nhẹ cái cũ nó đây. Đi, đo ngay chân cái vị trí này là 39 nè, 39. Nó phỏng phỏng cái chỗ ngay chân chỗ đó là 39 gì đó quý vị. Ngay cái cũ đó đó. Nè. Dòng xuống đây nè. Đó, hình dung được ha. Là 39 ha. Ngay chân cái cục ngay chân chỗ này là đã lắm quý vị, ngay đây nè. Đó, nè. Đế nào đế nấy em đưa cầm tay vô ơi. Đưa cầm tay vô cái đế nè. Đế còn cầm tay con nè thấy không?
cộng nào gì, cộng này là mới giữ nè. Nhưng mà đặc biệt là cái phần mé bên đây, thường thường là mé bên đây là yếu đế nè, nhưng mà bên đây đủ luôn, không thiếu luôn, thấy không? Thường thường mà các bạn thấy cái cây mà nó nằm ở dưới này là ít có khi nào đủ đế lắm, nhưng mà bên đây có luôn nè. Đó, rồi em đo tổng hoạch cái bộ đế này, tổng cái này. Rồi kéo đi. Đó, phủ ra đóng. Đó, rồi khoảng tầm 1m7 quý vị ơi, tổng hoành bộ đế 1m7, cái cây hoành có ba mấy thôi mà tổng hoành bộ đế 1m7 cũng à. Đó, em đo cái thoát thân đó, cái từ đế lên cành số 1. Này cái mặt đế thôi. Ừ đó, đúng rồi đó, hôm nay biết đo rồi đó nghe. Bao nhiêu? 71 phải không? Đó, cũng khá là đẹp hay quý vị. Tổng cái chiều cao nó tầm 2m mấy quý vị ơi. Hết dây luôn. Nó hết dây, nó chỉ mới tới đó thôi. Tầm 2m mấy. Rồi cây này ví dụ như quý vị mà có đặt cây này thì lấy nguyên bộ tàng này thì em xin giao lưu là giá 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Còn ví dụ như mình cắt nhẹ lại, cắt cun tàng lại thì có thể em giảm giá bớt xíu nha. Đó, cun tàng lại thì cái tiền ship nó ít thì em giảm giá một xíu. Rồi cây số 1 đã xong. Rồi tới cây số 2 đi. Cái cây số 2, cây này thì em lấy cái kéo em cắt cái băng keo ra giùm anh cái. Thì có người chú ổng định là mua hai cây tàng này, ổng kêu là quay lại cho chú ổng xem kỹ lại xíu. Rồi em đứng em đưa cái tay lên cho quý vị mình xem cái bộ tàng của nó. Bộ tàng này thì cũng khá là tròn đó quý vị. Mình cun nhẹ nhẹ lại là chơi đó. Đó, bông cũng đang rực rỡ ha. Đó. Em đứng trước này nè, đứng trước này giơ tay lên là chú không biết là đó, cái bộ tàng đó đó quý vị, nó từ bên đó qua tới bên đây nè. Cây này thì chiều cao nó tầm 3m mấy 4m à. Rồi quay cái thân lại cho chú ông kỹ xem kỹ cái đó. Em ngồi bên kia đi, em đưa tay vô cho chú ông hình dung ra được cái cây nó bay lớn. Đó, hình dung ra hả chú? Bộ đế đó thì bảo đảm với chú là nó sắp tứ diện, không thiếu một mặt luôn nha chú. Cây này thì con bao sống 100%. Em xích ra, anh quay bên đây, gõ bên đây cho chú. Đó. Hôm qua thì có đo số đo rồi ha. Bây giờ mình đo lại cái nữa đi em ơi. Đo lại cho chú xem kỹ lên cái nữa đi. Vô đo lại cái. Nhiều. Em nghe chú. 42 chú ơi. Rồi em để vị trí thước đó đi. 42 à, đo trên này nè chú. Nó nghe eo nó đó. Còn hạ xuống chút nữa là 47 48 đó chú ơi. Hạ xuống ngay đây nè. Hạ xuống đây nó nở dữ lắm chú ơi, nó bè ra nè. Còn hạ xuống chút nữa là 50 mấy 60 luôn. Hạ ngay đây là 50 mấy 60 nè. Dữ lắm cái cũ nó. Còn đây lên đây là 3 tấc rưỡi nè. Còn chú muốn cắt bonsai thì ngang đây. Cắt ngang hai cái cành này. Đó, cho bên đây chi, bên đây chi. Để ngay đây cái lưng của nó đó chú. Nè, cái chi này nè, cho nó phóng cái đuôi lại đây. Có con gì để đây ngon. Đó, ví dụ như mình cắt là chơi thế đó đó chú. Rồi mỗi người một cái ý tưởng nha.
mỗi người một cái ý tưởng, theo con là vậy đó chú, còn theo chú thì không biết làm sao đó. Cây thì rất là già, cái ức nữa nè chú, đây là cái ức nè, làm nếu mà làm con bồ câu là cái ức bồ câu rất là đẹp luôn, nó dốc hình chữ C y gan luôn đó. Cây này thì giá 15 triệu, con bao ship chú 200 km. Bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy nha chú, bên đây đế lật hơn nữa nè, em xích qua cho chú coi cái bộ đế bên đây đó, đế bên đây lật hơn nè, như hai cái chi ha, đây đế lật lắm nha, đế bề ngang nữa nè, đưa tay vô gì đây là hình dung được cây bé lớn rồi ha, hai chi này là đều nhau luôn như hai cái cánh đó. Rồi thì cây này thì xin giao lưu với chú là giá 15 triệu bao ship 200 km, tay cầm thì khỏi chê, như vậy kín luôn, bông nè, bông to luôn, bông 5 tới 7 cánh. Cây này thì chỉ 5 tới 7 cánh thôi nha, có lâu lâu có chọt vô 9 cánh thôi nhưng mà ít lắm, 5 tới 7 cánh à. Bông bông đang bông dữ lắm bông á. Nụ thì trong vòng có 5 ngày nữa là bung nụ ra là vàng khè cây này luôn, nụ dày đặc hết trơn rồi chú ơi, 5 ngày nữa nụ dày đặc luôn. Rồi lấy cây tàn chú ơi, cây mai tàn thì quay cái bộ đế lại cho chú xem một quận nữa, bộ đế nó thì đế cũ xứ nha, đế nó thì khỏi chê à, đế nó đế nào nấy, em đưa bắp tay vô cho chú xem cái hình dung ra cái đế, cái bắp á, cơ bắp của mình á, bắp tay á nó, chú thấy nhìn đưa tay vô không có siêu nhê chứ ha, nó bằng cái bàn tay này nè. Rồi em để đi, em để cặp bên cho chú coi đó, hình dung ra bắp nào bắp nấy nè, chú thấy không, bên này cũng vậy, dài dài qua tới đi, em để bàn tay đi. Cây này chú nuôi mà lên hoành tới 70 thì tiền tỷ chứ không cho gớt nè. Cái bộ đế nó đặc biệt là bộ đế nha, tàn chi cành thì nó cũng thường thôi, cũng đều đều gan nè, như mấy cây kia thôi. Chi cành nó thì đều gan nè, một thân một gốc dốc ngọn, bộ cành thì chuyển qua chú thấy rồi đó ha, nay quay sơ sơ lại cho chú xem, đứng xa ra rồi đưa tay lên em ơi. Tàn đó thì là ngang cỡ 6 m, cao trên 5 m mấy. Rồi cây này thì con cũng bao ship 200 km, giá là 50 triệu. Rồi xin chào quý vị và các bạn.